450V MK2 em test thử đoạn rất ngắn, sẽ chuyển về cho bác khách ở Hải Phòng. Dòng loa này thì đưa ra chất âm nó sẽ mạnh mẽ hơn những dòng loa bầu Mỹ kia. Các bác có thể nghe hát karaoke nó đã hơn. Em test một đoạn ngắn thôi. Còn cái bộ sản phẩm bên dưới, loa BB nguyên thùng xốp, sẽ chuyển về cho bác khách ở khu vực Bắc Linh. Bác lấy nguyên chọn bộ cả đẩy, cả vang, cả mic. Tất cả đều là hàng xịn sò các bác nhá. Bên em thì chuyên hàng xịn, không bán hàng nhái, hàng fake. Đấy, lượng hàng bên em thì các bác biết rồi, anh em suốt ngày dọn vệ sinh và đóng chuyển hàng trả đơn các bác. Đấy, số lượng cực khủng. Những ngày tháng riêng, những ngày Tết thì lúc nào bên em cũng nhộn nhịp về cái lượng đơn hàng, nói là quá nhiều luôn, luôn luôn bận quanh năm các bác nhá. Và nhu cầu hãy liên hệ với em, bên em thì cực kỳ là nhiều các sản phẩm, các bác hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc. Cảm ơn các bác rất nhiều.